Chỉ còn vài ngày nữa thôi, 218 thanh niên tiêu biểu thành phố Long Xuyên sẽ lên đường tổng quân bảo vệ Tổ quốc. Thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố và phường xã tất bật công tác chuẩn bị đảm bảo lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, đúng theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Năm 2022, thành phố Long Xuyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 218 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao 175 thanh niên cho các đơn vị quốc phòng và 43 thanh niên cho công an tỉnh An Giang. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đến phường xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong diện tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Các bước xét duyệt, phân loại, bình nghị được thực hiện công khai dân chủ trong nhân dân. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thanh niên trúng tuyển được tăng cường, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời nắm bắt và giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng, giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, tin rằng ngày 16 tháng 2 tới đây, 218 thanh niên tiêu biểu sẽ đại diện cho trên 8.300 thanh niên trên địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ hăng hái lên đường nhập ngũ. Các em sẽ sớm hòa nhập vào môi trường mới, ra sức rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, viết tiếp truyền thống hào hùng của những người con quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.